안녕하세요. Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Trang sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu tiếp từ vựng trong topic 1. Thì mình sẽ đi tiếp phần số 2, lượng từ. Bây giờ các bạn cùng theo dõi với mình nhé. Đây. Từ đầu tiên đó là lượng từ gì đây ạ? Khe. Khe. Khe là cái. Khi mình ghép với đồ vật hay là cái gì đó thì mình có thể dùng ke, ví dụ như là mình nói một cái, hai cái, hăng ghe, chu ghe, hăng ghe, chu ghe, ví dụ như cái bàn, chiếc xăng, hăng ghe, chiếc xăng, chu ghe, thì đó là lượng từ cái. Quần, quần là quyển hoặc là cuốn, thì mình có thể kết hợp với sách, check, hăng quần. Thè, te là chiếc, mình có thể dùng cho xe hơi. Chip, xe hơi, xe hơi là gì ạ? Cha, cha tông cha, cha tông cha hành tè. Mari, Mari ở đây là con vật, dùng cho con vật. Mình nói con heo, con bò, con khỉ thì nó là, ví dụ con khỉ là quân sung nghi, quân sung nghi ham mari, ham mari. Miêng, miêng là người, người. Mình có thể nói là một người, hai người. Saram ham myeong, saram chu myeong. Bon, bon là lần. Ham bon, chu bon. Pyeong, pyeong ở đây có nghĩa là lọ hoặc là chai hoặc là bình. Pyeong hăng ghe, hoặc là sul. Mẹt chu ham pyeong, một một chai bia. Mẹt chu ham pyeong nha. Pyeong là chai hoặc lọ, bình. Bun, bun là phút hoặc là người. Phút là ô bun, 5 phút, 10 phút là ship bun. Rồi tiếp theo đó là saram. Saram ở đây là người. Han saram, tu saram. Sal, sal ở đây là tuổi. Han sal, tu sal. Songi, songi ở đây là bó hoặc là chùm. Banana han songi, cốt han song, songi. Inbun, đây là suất ăn. 1인분 주세요. 2인분 주세요. Cho tôi một suất ăn, hai suất ăn. Chan, chén hoặc là ly. Sul han chan. Chăng, chăng là tờ hoặc là trang, hoặc là mình nói có thể nói là một tờ giấy thì mình nói là cho nghĩ han chan. Chưng, chưng là tầng. Chip, tầng 1 là il chưng, y chưng, tầng 2. Thông, thông là thùng hoặc là hộp. Bác sư hành thông. Thông. Tiếp theo là mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về động từ. Động từ có rất nhiều nha. Bây giờ lần lượt chúng ta đi tìm hiểu từng từ nhé. Kada là đi. Kada đi. Kajagata. Kajagata đây là mang đi. Mang đi. Tiếp theo, kachigo kata. Thì ở trên kajagata là từ viết tắt của kachigo kata, mang đi. Karatata. Karatata là mình đổi xe. Kaita là đổi rồi, tata là mình dùng cho xe hoặc là một cái phương tiện giao thông nào đó. Còn mình nói thay quần áo thì mình nói là karaipta nhé. Karatata là đổi xe. Cảm ghi ta. Cảm ghi ta. Ở đây có nghĩa là bị cảm. Bị cảm nha. Khách tàu ta là đi về. Đã đi rồi về. Khách tàu ta. Còn cái từ khách ta. Khách ta đây là mình giữ một cái vật gì đó hoặc là mang một cái vật gì đó. Nó là từ giống như là khá chi ta. Cột cho nga ta. Cột cho nga ta là lo lắng. Còn nó gà ta. Vượt qua. Băng qua. Kỳ 건너가다 đi qua đường. 걸리다 걸리다 là mình bị mắc cái chứng bệnh nào đó hoặc là cảm ghi ấy 걸리다 cũng được nè, hoặc là mất thời gian, dùng cho thời gian. Ví dụ như mình mất 5 tiếng. 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 베트남에서 한국까지 가면 5시간 걸려요. 경험하다. 경험하다 là kinh nghiệm.
계획을 세우다 là mình lên một cái kế hoạch nào đó. 계획하다 là lên kế hoạch. 고르다 là lựa chọn. 고장이 나다 là bị hư hoặc là bị hỏng. 구경하다 là nhìn, ngắm. 구하다, 구하다 thường là mình tìm. 집을 구하다, tìm nhà. Tục. 구하다 này nó có rất là nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là nhận nè, hoặc là lấy nè, hoặc là yêu cầu, hoặc là tìm, tìm nhà chẳng hạn, hoặc là có thể là cứu người. 그리다. 그리다 ở đây có nghĩa là vẽ. 그림을 그리다. 기다리다 đây là chờ đợi nè. 기억을 하다 nhớ lại. 기억. 기억이 나다 là mình nhớ ra. 길이 막히다. 길이 막히다 là đường bị tắc nghẽn. 깎다. 깎다 ở đây là cắt hoặc là tỉa. 꺼내다. 꺼내다. 꺼내요 có là nghĩa là mình lấy một cái vật nào đó ra, lôi cái vật nào đó ra là 꺼내다. 끄다. 꺼요. 끄다 đây là tắt nha. 끊다. 끊어요. 끊다 đây là từ bỏ hoặc là ngừng hoặc là ngắt cái gì đó. 끝나다 là kết thúc. Nhớ, các bạn nhớ cho mình là trước 끝나다 mình sẽ dùng trợ từ ika nhé. 끝내다. 끝내다 là làm xong hoặc là kết thúc một cái việc gì đó, là có sự tác động của chủ thể là mình chẳng hạn. 끝내다. Nhưng các bạn nhớ là trước 끝내다 chúng ta sẽ dùng trợ từ ư hoặc là r, tại vì đây là có sự tác động của mình vào mà. 끝내다. 이를 끝내다 là mình sẽ kết thúc một cái việc đó, là chủ ngữ sẽ hành động, chủ ngữ sẽ trực tiếp tác động vào một cái việc gì đó và mình làm cho nó kết thúc, làm cho nó hoàn thành. Còn ở trên là 이리 끝나다 là công việc kết thúc, lại đây là câu giống như là câu bị động. 끼다. 끼다 là đeo hoặc là mang, mình dùng để đeo nhẫn nè. 반지를 끼다, 장갑을 끼다. Đeo cái gì đó vào một cái ngón tay, xỏ vào đâu đó. 나가다 là đi ra, đi ra ngoài. 나오다 bước ra, hiện ra. 내다 돈을 내다 là lấy hoặc là rút hoặc là trả tiền. 내리다 내리다 là xuống hoặc là đặt xuống. 넣다 là bỏ vào hoặc là đặt vào, nó thường đi với trợ từ e, mồ mồ e 넣다. 주머니에 넣어요 bỏ vào cái túi. 노래를 부르다 là ca hát. 노래하다 đây là hát, đây cũng là hát, hai cái từ này đồng nghĩa với nhau. 노력하다 là nỗ lực hoặc là chịu khó. 놀다 là chơi. 농구하다 là mình chơi bóng rổ. 눈물이 나다. 눈물이 나다 là mình khóc hoặc là chảy nước mắt. 다녀오다 là đi về. 다니다 đi tới, đi lui. 닫다. 닫다 là đóng. Và 대답하다 ở đây có nghĩa là trả lời. 도착하다 đến nơi nào đó. 돈이 cái từ 돈을 돈이 들다 cách khoản ra và có nghĩa của nó là tốn tiền, không phải là cầm tiền mà là tốn tiền. 돈이 들다 tốn bao nhiêu tiền đó. 돌아오다 là quay trở lại. 되다 trở nên hoặc là trở thành. 드리다 cho biếu hoặc là tặng. 드시다 드시다 là kính ngữ của từ ăn và uống. 듣다 là nghe, 듣다, 들다, giơ lên, đưa ra. 들어가다, đi vào trong. 떠나다 là rời khỏi. 마시다 là mình uống. 마음에 들다 là hài lòng hoặc là ưng ý. 마치다 là mình hoàn thành một cái việc nào đó. 만나다, gặp gỡ. 만들다 là làm hoặc là chế biến một cái vật gì đó, chế biến ra một cái gì đó. 말씀드리다 là thưa chuyện, dâng lời. 말씀하시다 là từ tôn kính của 말하다. 말하다 là nói nha. 먹다 là ăn. 모르다 là không biết. 모으다 là mình sưu tập. 모자라다. 모자라다 là thiếu hoặc là không đủ. 목욕하다 là tắm. 묻다 hỏi. 물어보다 là hỏi thử. 받다 là nhận. 밥 먹다
là mình ăn cơm. Phéo tà là học. Bột tà gửi. Pune tà gửi. Pô tà nhìn xem. Puru tà gọi kêu. Puchi tà gửi hoặc là mình quạt quạt. Putaka tà nhờ vả. Pilaju tà cho vay hoặc là cho mượn. Pili tà là vay và mượn thuê. Bê tà trừ ra hoặc là loại ra. Sao của cá nà tà là xảy ra tai nạn. Sa tà là mua. Sa yon ha tà là sử dụng. Sa chin el chích tà là chụp ảnh. San chek ha tà là đi dạo. Sal tà sống. So tà đứng dậy. Sol go chi ha tà rửa chén. Sol meon ha tà giải thích. So ge ha tà giới thiệu. Su yon ha tà bơi lội. Shi tà nghỉ ngơi. Si chắc tuổi tà là được bắt đầu. Còn si chắc ha tà mới là bắt đầu. Si khi tà ra lệnh sai bảo ai đó. Si sa ha tà là ăn cơm hoặc là dùng bữa. Xin tà là mình mang hoặc là xỏ vào giày đâu. Giày mang giày đi. Xỏ vào rồi chiếc giày để mình đi. Đây là mang xỏ. Si ra tà là ghét. Sư tà là viết. Ví dụ như mô cho rứ sư tà thì mình nó dùng với cái nghĩa là đội nón. Xích tà là rửa. Son nữ xích tà là rửa tay. Anh tà là mình ngồi. Ái tà là biết. A ra thực tà là nghe hiểu, nghe biết. Ấu tà, ấu ly tà. Ấu ly tà đây có nghĩa là mình phù hợp với cái gì đó. Gió hen a tà là đi du lịch. Giờ lắc hà tà là liên lạc. Dân sức hà tà, luyện tập. Giờ đi nà tà là bị sốt. Giờ giác hà tà là đặt trước. U tà, đến. Ủ rư tà là lên hoặc là tăng lên. Ủ la ca tà là leo lên. U sa nữ sư tà là mang dù, mang ô. U un don ha tà là tập thể dục. Un chân ha tà là lái xe. U tà cười. Y sa ca tà chuyển nhà đi. Y sa ha tà là mình chuyển nhà. Y ya gi ha tà là nói chuyện. Y yon ha tà là sử dụng. Y he ha tà là thông cảm, hiểu. Ironata là thức dậy các bạn nhé. Ikta là đọc. Ilta là mất một cái vật gì đó. Iroborita là bị mất. Ipta là mình mặc, mặc quần áo. Osripta. Ita này. Đây là Ipta, còn đây là Ita. Ita này là mình quên nhé. Chal tuệ ta là tốt rồi, tốt đẹp. Chả ra tà là làm tốt, làm giỏi. Cha mi u tà là mình buồn ngủ. Chào su si tà là từ tôn kính của ăn. Cho na tà, truyền lại. Cho na rứ khởi tà là gọi điện thoại. Cho na rứ bạc vu tà là mình chuyển điện thoại. Cho na rứ bạc tà, đây là nhận điện thoại. Trên là gọi điện thoại, đây là chuyển điện thoại và đây là nhận điện thoại. Cho na rứ sayon ha tà, dùng điện thoại. Cho na ha tà, nói chuyện điện thoại hoặc là gọi điện thoại. Chú si ma tà, cẩn thận. Chú wa ha tà, thích. Chú tà, cho. Chú mu si tà là từ tôn kính của cha tà, ngủ. Chú mun ha tà là đặt hàng. Chuẩn bị ha tà là chuẩn bị. Chi na tà là đi qua. Chi ne tà, trải qua. Chi mun ha tà là hỏi. Chi tà là mình xây. Chi bước chi tà là xây nhà. Chắc tà là tìm. Chachaka tà là đi tìm. Chong so ha tà là dọn dẹp. Chô te ha tà là mời. Chúc cú rư ha tà đá bóng. Chú ba ra tà xuất phát. Chi chích ha tà là xin việc. Rồi tiếp theo. Khơ tà. Khơ tà ở đây là bật đèn. Bù rư khơ tà bật chăm. Khum bù rí nà tà chảy nước mũi. Tha tà là mình đi một cái phương tiện giao thông nào đó. Tennis chi tà là mình đánh quần vợt. Thư li tà là sai hoặc là mình sắn hoặc là cuộn nha. Phúc cha tà. Phúc cha tà là ngủ một giấc thật là ngon. Piano rứ chi tà chơi piano. Ha tà là làm. Hoa nè tà. Hoa na tà. Hoa na tà là tức giận. Hey ha tà.
hey hà tả đây là hội họp.